I miss Vietnam. Tôi nhớ Việt Nam lắm. I used to go there like almost every month. Hồi đó là gần như tháng nào tôi cũng tới đây. Sometimes even a few times a month. Đôi khi là còn nhiều lần một tháng nữa. Okay, so right, hope that the COVID is quickly over and I can visit you guys soon. Và hy vọng rằng là COVID sẽ sớm qua đi và tôi sẽ sớm được gặp lại các bạn. Okay, thank you. Yeah, thank you Babylon for organizing this event. Và cảm ơn ban tổ chức Babylon vì đã tổ chức chương trình này. Okay, so today I want to share with you, right, how you can not only survive but grow and become successful in this COVID period. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn cách không chỉ để bạn sống sót mà còn để tỏa sáng ở trong thế giới COVID này. Okay, if you guys are ready, type in yes. Và nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy gõ là yes vào trong khung chat. Oh, I see many, many comments. Nice. À, tôi thấy rất là nhiều những cái bình luận của các bạn rất là tốt. Well, some of you may have heard me speak before. Một số bạn có thể đã từng nghe tôi chia sẻ. Okay, if you did, right, today you're going to learn more things as well. Và nếu như bạn đã từng lắng nghe thì hôm nay mình sẽ học thêm được nhiều thứ nữa. Everywhere we go, right, people hold a phone in their hand, okay, with a mask on their face. Và bây giờ đi đến bất kỳ đâu thì bạn cũng đều thấy người ta đeo khẩu trang và cầm một cái điện thoại di động trong tay. This is the normal way of living now. Đây là cái bình thường mới của mình rồi. And since COVID started, okay, these apps downloads have been growing exponentially. Và từ lúc COVID bắt đầu thì tỷ lệ những người tải ứng dụng xuống đã tăng lên theo cấp số mũ. Why? Because people, they have, maybe they're out of job, they stay at home, they have a lot more free time. Bởi vì bây giờ là có thể người ta nghỉ việc, người ta phải ở nhà và họ có nhiều thời gian rảnh hơn. Okay, so why is this webinar different from those that you've attended before? Thế thì tại sao buổi chia sẻ ngày hôm nay lại khác biệt so với những cái buổi chia sẻ bạn đã từng tham dự? Okay, what I'm sharing with you are things that are, it's not just theory. Những điều mà tôi chia sẻ với bạn không chỉ là lý thuyết. Okay, I've frequently been invited to speak over the world on this topic. Và tôi thường được mời đến để chia sẻ cho những sân khấu thế giới về chủ đề này. I'm one of the speakers for Success Resources. Tôi là một trong những diễn giả của Success Resources. Okay, and they usually invite the best speaker in each market category to be their speaker. Và thông thường thì họ sẽ mời những người chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực để có thể chia sẻ kiến thức của mình. Okay, and what we are teaching are things that are proven to work. Và những điều mà tôi dạy là những điều đã được chứng minh là hiệu quả. Okay, so by the end of this session, you will discover three very important things. Và vào cuối buổi chia sẻ ngày hôm nay thì bạn sẽ khám phá được ba điều vô cùng quan trọng. How to come up with a million dollar app idea? Làm thế nào để có được một ý tưởng app triệu đô? How to create apps without having to code or with a lot of money? Làm thế nào để bạn tạo ra một ứng dụng app mà không có cần phải lập trình hay là cần nhiều tiền? Okay, and how to get more downloads and make more profits? Và làm thế nào bạn có nhiều lượt tải xuống và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn? Okay, if this is something that you want to learn, right, tap yes. Và nếu như đây là điều mà bạn muốn học thì gõ yes. Okay, and if you stay to the end, I have a free gift for you. My book called Smartphone App Secrets. Và nếu như mà bạn ở đến cuối chương trình thì tôi có một quà tặng dành cho bạn, đó chính là quyển sách bí mật ứng dụng điện thoại di động này. Okay, in this book you'll get even more ideas about what apps to make. Và trong quyển sách này bạn sẽ khám phá thêm được nhiều ý tưởng về những ứng dụng mà bạn có thể tạo. Okay, thank you for your active participation. I appreciate it. Và cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn, tôi rất là trân trọng điều đó. Okay, I'm not used to like speaking in front of the camera. Bởi vì tôi không có quen nói chuyện trước màn hình như thế này. Okay, so who is this training for? Và cái buổi huấn luyện này dành cho ai? Okay, for people who want to build passive income. Dành cho những người mà muốn tạo ra nguồn thu nhập thụ động. People who want to grow and scale their business. Những người mà muốn phát triển và mở rộng doanh nghiệp của mình. Startups who want to have a successful business. Và những công ty startup mà muốn có được một doanh nghiệp thành công. And those of you who want to help more and contribute to the community. Và những người muốn giúp đỡ và hỗ trợ cộng đồng nhiều hơn. Okay, quick disclaimer. Và một lời cảnh báo. This is not a get rich quick webinar. Đây không phải là một chương trình làm giàu nhanh. It is not like you put money and then suddenly you can get rich overnight. Không phải là kiểu bạn bỏ tiền vào rồi qua một đêm là tự nhiên bạn giàu là giàu. Okay, this is not a technical app development workshop. I'm not teaching you how to code. Và đây cũng không phải là một buổi chia sẻ về phát triển và phát triển ứng dụng. Tôi không dạy cho bạn cách code như thế nào. Like all things in life, success only comes from your willingness to learn and take action. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, thành công chỉ đến từ việc sẵn sàng học hỏi. Okay, that is awesome today's training. Rồi, đó là những điều tuyệt vời chúng ta cần biết để bắt đầu buổi hôm nay. How to get most out of this training? Number one, take notes. Làm thế nào bạn đạt được nhiều điều nhất từ buổi chia sẻ này? Thứ nhất là ghi chép. Number two, remove all distractions. Thứ hai là hãy loại những thứ làm bạn sao nhãng. And number three, participate like what you guys are doing now. Và thứ ba đó là hãy tham gia nhiệt tình giống như những gì bạn đang làm.
The more you participate, the more you learn. Bạn càng tham gia thì bạn càng học được nhiều. So how has COVID affected our personal lives? Thế thì COVID đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào? A lot of people lose their job. Thứ nhất, rất là nhiều người bị mất việc. The company that they work in they close the company or they lay off their staff. Các công ty mà mọi người đang làm việc thì hoặc là họ giảm biên chế hoặc là họ đóng cửa. Okay, and because of law, we can't go out, we can't mix with people, so there's a lot of side effects of stay at home all the time. Và vì những cái luật lệ thì chúng ta không thể đi ra ngoài đường, không được gặp gỡ nhau và có rất là nhiều những cái tác dụng, những cái ứng dụng phụ, những cái hiệu ứng phụ của việc là giãn cách xã hội. Like becoming more depressed, becoming more negative. Kiểu như là mình dễ bị trầm cảm hơn và tiêu cực hơn. Okay, and also to live in fear. Và bên cạnh đó là mình sống trong sợ hãi. In not knowing whether we can survive or we can do well in the future. Và không biết rằng là liệu mình có sống sót hay là có thể tiến lên ở trong tương lai hay không. Okay, as a result, it has affected a lot of businesses as well. Và kết quả là nó cũng đã tác động tới rất nhiều doanh nghiệp. Including many of you who are business owners. Bao gồm cả bạn, những người chủ doanh nghiệp ở đây. Okay, so what happens to a lot of business owners now? Thế thì chuyện gì xảy ra với rất nhiều chủ doanh nghiệp lúc này? Okay, a lot of businesses they fail because they cannot deliver their product or service online. Rất là nhiều doanh nghiệp thất bại bởi vì họ không thể chuyển sản phẩm và dịch vụ của mình online. Okay, if you are an airline, right, you can't take passengers. Nếu như mà bạn là một cái công ty hàng không thì bạn không thể nào vận chuyển hành khách được. If you are like doing events company, nobody is going to go to an event now. Nếu như mà bạn là công ty tổ chức sự kiện thì bây giờ cũng hiếm có người chịu tham gia các sự kiện. Okay, and also many companies they are lacking customers now. Và rất nhiều công ty thì họ bị thiếu khách hàng. Because people are afraid to spend money and they are not buying things anymore. Đó là bởi vì mọi người không muốn chi tiền và không có muốn mua gì cả. Okay, and as a result, a lot of people are trying to go online to advertise. A lot of companies are advertising online. Và kết quả là rất là nhiều người lên mạng để quảng cáo và rất nhiều công ty chi tiền cho quảng cáo trên mạng. And when everybody start to put advertisements online, the cost of advertising will only go higher and higher. Và khi mà tất cả mọi người đều muốn quảng cáo trên mạng thì chi phí quảng cáo nó cũng tăng cao lên. With advertising costs going higher. Với chi phí quảng cáo tăng lên như vậy. And customers are afraid to spend money. Và khách hàng thì lại ngại chi tiền. What happens to most business? Chuyện gì xảy ra với đại đa số các công ty? It can only go down and down and down. Nó cứ đi xuống và đi xuống và đi xuống thôi. Okay, if you understand what I'm saying, type in agree. Và nếu như mà bạn hiểu điều tôi nói thì hãy gõ vào là đồng ý hoặc là agree. Last year in March, I was celebrating my birthday in Ha Long Bay. Và tháng 3 năm ngoái thì tôi đã tổ chức sinh nhật của mình ở Vịnh Hạ Long. The Ferris wheel was empty. Nhưng mà cái vòng xoay thì vắng lặng. Their street, the popular street, is all empty. Tất cả đường phố đều vắng tanh. The restaurants are empty. Hàng quán thì vắng ngắt. Cafes all empty. Quán cà phê không có ai cả. Arcade, entertainment center all empty. Những cái trung tâm giải trí mua sắm cũng chẳng có ai. Okay, so this is a very sad situation that's happening not just in Vietnam but all over the world. Và đây là một cái hoàn cảnh rất đáng buồn không chỉ ở Việt Nam mà ở khắp mọi nơi trên thế giới. A lot of businesses are going out. Rất nhiều doanh nghiệp đang bị mất việc. So why mobile apps? How can mobile apps solve this problem? Thế thì tại sao lại là ứng dụng di động và ứng dụng di động giải quyết vấn đề này như thế why nào? Why are more and more business owners switching to creating their apps now? Tại sao ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp chuyển sang tạo ra ứng dụng của mình? Because number one, now they can start to deliver their product and service on the smartphone. Bởi vì thứ nhất, bây giờ thì họ đã có thể truyền tải được sản phẩm và dịch vụ của mình online. Okay, and they can get more customers through this. Và họ có thể có được nhiều khách hàng hơn nhờ vào ứng dụng này. Okay, and because customers can buy and find your product and service on the App Store, you save money from advertising. Và bởi vì các khách hàng có thể tìm được ứng dụng của bạn và mua sản phẩm trên đó nên bạn tiết kiệm tiền từ việc quảng cáo trên mạng. Okay, so apps can potentially save many business. Vậy nên app ứng dụng có tiềm năng để cứu rất là nhiều doanh nghiệp. Okay, so how has apps changed the way people live? Và các ứng dụng đã thay đổi cái cách mọi người sống như thế nào? In the past, when you want to take a taxi, you have to stand by the roadside in the rain and the sun. Trong quá khứ thì nếu như bạn muốn bắt taxi thì bạn sẽ phải đứng giữa trời nắng trời mưa để bắt. Okay, now with Grab and Uber, right, you don't need to do that anymore. Bây giờ với Grab và Uber thì bạn không cần phải làm như vậy nữa. Driver doesn't have to drive around trying to find passenger.
Tài xế không cần phải chạy vòng quanh cố gắng tìm kiếm khách hàng. You at your home, you just press your phone and then the driver will come to you. Bạn chỉ cần ngồi ở nhà ấn nút và tài xế tới nhà mình. The driver can be resting in a coffee shop and once someone book him, then he drive to pick up the passenger. Tài xế có thể ngồi trong một quán cà phê và khi mà có khách hàng thì họ chạy xe tới đó thôi. So this save a lot of time and money for both sides. Và điều này tiết kiệm rất là nhiều tiền bạc cũng như thời gian cho cả hai bên. Okay, so this all of us, right, we use apps day and night because it changes our lives. Và tất cả chúng ta sử dụng các ứng dụng ngày và đêm vì nó đã giúp ích cho cuộc đời rất nhiều. And possibly in these 2 days you have heard so many many ways to make money. Và có thể là trong 2 ngày vừa qua bạn đã lắng nghe được rất nhiều cách để xây dựng tài sản. Okay, it is very awesome. Và rất là tuyệt vời. I believe that everyone should know multiple ways of making money. Bởi vì tôi tin rằng là ai cũng nên biết nhiều cách để tạo thu nhập khác nhau. Okay, so, but let me ask yourself, let me ask you this question. Do you want to make money slowly or you want to make money quickly? Nhưng mà tôi muốn hỏi bạn thế này, bạn muốn kiếm tiền một cách từ từ hay là kiếm tiền một cách nhanh chóng? Okay, let me know in the chat box if you want to make money quickly. Thì hãy gõ vào trong khung chat để tôi biết rằng là bạn muốn kiếm tiền nhanh hay không. Okay, for example, just like if you want to go to from Ho Chi Minh, you want to go to Hanoi. Ví dụ như là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn muốn ra Hà Nội. There's a few ways you can do it. Thì có một số cách để bạn làm. You can walk there. Bạn có thể đi bộ. It may take you years. Có thể mất vài năm. You can take a bus. Bạn có thể đi xe buýt. It may take you many days. Mất vài ngày. Or you can take a car, which will be much faster than a bus. Thì bạn có thể đi xe hơi thì nó sẽ nhanh hơn khi đi xe buýt. But what is the fastest way? Nhưng mà cái cách nhanh nhất là cách nào? Fastest way is to take a plane. Cách nhanh nhất đó là đi máy bay. To take Vietjet and go there. Để có thể lên một chiếc Vietjet và bay tới đó. Okay, so making money business and has the same effect as well. Thế thì cái việc kinh doanh thì nó cũng có cái tác động tương tự như vậy. There are some ways you can make money slowly, but there are some ways you can make money much, much more quickly. Có những cách bạn có thể kiếm tiền một cách từ từ và có những cái hình thức giúp cho bạn kiếm tiền một cách nhanh chóng. Okay, Loho says, I want to make money automatically and stably. Và ở đây có bạn Lợi Hồ chia sẻ rằng là tôi muốn kiếm tiền một cách tự động và ổn định. Definitely, apps can help you to do that. Chắc chắn rằng là ứng dụng sẽ giúp cho bạn làm được điều này. Okay, Facebook, when it started, it was a website. Facebook khi họ mới bắt đầu thì là một website. Within 2 years, they hit $1 billion. Trong vòng 2 năm thì họ đã cán mốc 1 tỷ đô. Okay, this is Instagram. They went direct to smartphone. Còn Instagram thì bắt đầu thẳng luôn với ứng dụng di động. Okay, and in only 1 year plus, they became a $1 billion company. Thì chỉ trong vòng hơn 1 năm, họ đã trở thành công ty tỷ đô. Okay, this is proof that apps can make money much faster than a website. Và điều này chứng minh rằng là ứng dụng có thể giúp bạn kiếm được tiền nhanh hơn so với website. I'm not saying all apps make money faster than a website. I'm saying many cases are like that. Tôi không nói rằng là tất cả các ứng dụng đều kiếm tiền nhanh hơn. Tôi chỉ nói là đại đa số trường hợp. Starbucks, a very traditional coffee company. Starbucks, một cái công ty cà phê cổ truyền thống. Took 24 years to become a $1 billion company. Mất 24 năm để trở thành công ty tỷ đô. Luckin Coffee in China doing the same business but allows for delivery of coffee. Và Luckin Coffee là một quán tương tự như vậy ở Trung Quốc nhưng mà cho phép mọi người đặt hàng qua ứng dụng. You can order the coffee and they will send it to your house. Thì bạn có thể đặt cà phê ở trên ứng dụng và họ sẽ vận chuyển tới nhà bạn. Starbucks doesn't do that. Starbucks thì không có làm điều này. And Luckin Coffee only took them 9 months to become a $1 billion company. Và Luckin Coffee chỉ mất 9 tháng để trở thành một công ty tỷ đô. Guys, you want to make $1 billion in 24 years or you want to make $1 billion in 9 months? Vậy thì bạn ơi, bạn muốn kiếm được 1 tỷ đô trong 24 năm hay kiếm được 1 tỷ đô trong 9 tháng? Okay, this is the biggest company in Singapore, DBS Bank. Và đây là công ty lớn nhất ở Singapore, DBS, ngân hàng DBS. DBS Bank took 30 years to become a $1 billion company. Ngân hàng DBS mất 30 năm để trở thành một công ty tỷ đô. Because back then there was no online banking and all this. Bởi vì hồi đó thì chúng ta không có online banking và vân vân. Okay, few years ago, there's another Singapore company. They created the live stream app called Bigo. Và vài năm trước thì có một công ty ở Singapore thì họ tạo ra một cái ứng dụng gọi là Bingo. Even many Vietnamese KOL, they use this app. Và có rất là nhiều những người tạo ảnh hưởng ở Việt Nam cũng đang sử dụng ứng dụng này. And it only took them 4 years to become a $1 billion company. Và họ chỉ mất có 4 năm để trở thành một công ty tỷ đô. Hey guys,
30 years or 4 years, which one do you choose? Vậy thì bạn 30 năm và 4 năm, bạn chọn bên nào? Vingroup took them 19 years to become a billion dollar company. Vingroup mất 19 năm để trở thành một công ty tỷ đô. Another Vietnamese company called Foodie. Một công ty Việt Nam khác là Foodie. Only took them 3 years to become a billion dollar company. Chỉ mất 3 năm để trở thành một công ty tỷ đô. And there are many other billion dollar app companies in Vietnam. Và có rất nhiều những công ty ứng dụng tỷ đô khác nữa ở Việt Nam. Okay, so guys, apps is one of the fastest way for you to achieve great wealth. Vậy thì bạn ơi, ứng dụng di động là một trong những con đường ngắn nhất để bạn có thể tạo được sự thịnh vượng cho mình. Okay, even our prime minister, not our prime minister, one of our ministers in Singapore, right, said that Singaporeans should have double jobs. Và thậm chí là một người bộ trưởng ở Singapore cũng đã nói rằng những người dân ở Singapore nên có hai công việc. See, what is Singapore government still doing? Và chính phủ Singapore thì đang làm gì? Asking people to work harder and harder and harder. Yêu cầu mọi người phải làm việc chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn. In this market, companies are not hiring. Trong một thị trường mà các công ty thì đang không tuyển dụng. How do people find two jobs? Thì làm thế nào mà người ta kiếm được hai việc làm? And working one job is already hard enough. Và làm việc một công việc thôi đã đủ mệt rồi. How can someone work two jobs? Làm sao một người làm hai công việc cùng lúc được? Okay, so this is again trying to keep us in our old ways of living. Thì một lần nữa, đây là người ta cố gắng giữ chúng ta trong cái hệ thống sống cũ kỹ. Okay, so I spend a lot of time educating how to make money faster. Thế thì tôi đã dành rất là nhiều thời gian chia sẻ làm thế nào để kiếm tiền nhanh hơn. Okay, so this, and yes, there are businesses that are suffering during COVID. Và đúng là có những cái doanh nghiệp đang rất là khốn khổ trong COVID. But there are some other businesses that's doing very, very well now. Nhưng mà có nhiều doanh nghiệp đang có kết quả cực kỳ tốt. Okay, so for example, ví dụ, Zoom. Zoom. Like what we are using now. Là cái mình đang dùng này. Because with an app, right, you can have meetings, you can have conferences even during COVID. Bởi vì với một ứng dụng di động thì bạn hoàn toàn có thể họp, có thể tham gia các hội thảo diễn đàn ngay cả trong COVID. Okay, this is Foodpanda. Đây là Foodpanda. It is a food delivery app like Grab. Là một ứng dụng vận chuyển thức ăn giống như GrabFood vậy. Okay, and this is Taobao. Và đây là Taobao. Okay, so people are afraid to go to the supermarket, so a lot of them buy from online. Thì nhiều người dân họ ngại đi tới siêu thị mua đồ thì họ có thể đặt hàng online. Okay, so this is how a lot of businesses, okay, a lot of app companies are doing very, very well, okay, in this period. Và đây chính là cách mà rất nhiều những công ty ứng dụng có cái kết quả đó là tốt trong giai đoạn này. Okay, so right now I'm going to share with you my proven framework. Thế thì bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn cái hệ thống đã được chứng minh của tôi. On how you can launch your first money making app. Làm thế nào bạn có thể ra mắt được ứng dụng kiếm tiền của mình? Without an original idea, coding skills, or all of the money. Mà bạn không cần có một cái ý tưởng nguyên gốc, kỹ năng lập trình hoặc là rất nhiều tiền. Yeah, if you guys are ready, let me know. Và nếu như bạn đã sẵn sàng thì hãy cho tôi biết nào. Okay, so this is a 3-step formula. Và đây là công thức 3 bước. You type in success. Bạn hãy gõ vào cho tôi chữ success. Okay, step number 1. Bước 1. Okay, find a pain point in the market. Tìm một cái điểm đau ở trong thị trường. Okay, so what do I mean by that? Thế thì ý của tôi là sao? Okay, let's look at Uber and Grab. Mình hãy coi Uber với Grab. Uber and Grab, they solve the pain of people having to wait for taxis. Uber và Grab giải quyết cái nỗi đau của những người phải chờ taxi. Uber took them 4 years to become a billion dollar company. Uber mất 4 năm để trở thành một công ty tỷ đô. Grab taking this idea and implemented it in Southeast Asia, they became very successful. Và Grab đã áp dụng cái ý tưởng này ở thị trường Đông Nam Á và họ đã rất thành công. Okay, this is one of my apps. Và đây là một trong những ứng dụng của tôi. Okay, this app is called Native. Ứng dụng tên là Native. So the Native app solves the pain of people traveling. Và ứng dụng Native giải quyết cái nỗi đau của những người đi du lịch. Like when you go to a new country, you do not know what is the fun things to do there. Kiểu như khi bạn đi tới một quốc gia mới thì bạn không biết là có những cái điều gì hay ho bạn có thể làm ở đó. Okay, so Native app will show you what are the fun places to do. Thế thì Native là cái ứng dụng sẽ chỉ cho bạn đâu là những cái nơi vui, những nơi bạn có thể thăm thú. Okay, so in our first 5 months of launch, we already generated more than $100,000 in revenue. Và trong 5 tháng ra mắt thì chúng tôi đã tạo ra được doanh thu hơn 100.000 đô. How? Bằng cách nào? By solving a pain point in the market. Bằng cách giải quyết một cái nỗi đau đang có trong thị trường.
Okay, no pain point, no money. Không tìm ra nỗi đau thì không có tiền. Big pain point, big money. Nỗi đau lớn thì tiền nhiều. Okay, if you want to make big money, make sure you solve a pain point. Thế thì nếu như bạn muốn kiếm nhiều tiền, hãy đảm bảo bạn giải quyết được một nỗi đau lớn. Okay, this is Jordan. Và đây là Jordan. So, one of my clients. Một trong những khách hàng của tôi. I invited him to speak in when I was speaking in one of my events. Và tôi đã mời anh ấy chia sẻ khi mà tôi diễn thuyết ở trong right, những sự kiện. Share his success story. Để chia sẻ câu chuyện thành công của anh ấy. So Jordan came from China to Singapore. Jordan đến từ Trung Quốc và đã sống ở Singapore. Okay, so in China, there's a laundry delivery service app that's doing very well. Ở Trung Quốc thì có một cái ứng dụng giặt ủi nó đang rất là hiệu quả. Okay, so together with his wife, they created the same app in Singapore. Vậy thì cùng với vợ của mình, họ đã tạo ra một cái ứng dụng tương tự như vậy ở Singapore. Helping people to wash their clothes. Giúp đỡ cho mọi người giặt đồ của mình. Okay, what pain point is this of solving? Thế thì cái nỗi đau gì mà họ đang giải quyết ở đây ạ? Business people, working people have no time to wash their clothes. Những người kinh doanh, những người dân văn phòng, họ không có thời gian để giặt đồ của mình. Or when they hang their clothes out to the sun to dry, and then they are out and it rain, and then their clothes get wet. Hoặc là khi mà người ta phơi đồ ở bên ngoài, trời mưa thì đồ ướt hết. Because Singapore rains so much. Bởi vì Singapore mưa rất là nhiều. Okay, so as a result, they created this app to solve the pain. Thế thì kết quả là họ đã tạo ra ứng dụng này để giải quyết nỗi đau đó. Okay, so we built the app for them. Và chúng tôi, công ty tôi đã xây dựng ứng dụng này cho họ. Okay, so this is what happened to the laundry app. Và đây là kết quả của cái ứng dụng giặt ủi đó. Hello, tôi là Jordan, tôi là laundry app responsible. 我们目前来讲的话呢，每一个月的revenue大概可以到150千到200千的样子，然后我们也现在已经完成了几轮的funding，正在做下一轮A轮的funding，我们大概funding的这个数量会在3个million到4个million这样，那我有幸跟天一也合作了很久，我从最开始我们的这个。 So what happened is I helped him to create this app and he's making $200,000 a month. Thì điều đã xảy ra đó là tôi đã giúp cho anh ấy tạo ra cái ứng dụng này và anh ấy đã kiếm được thu nhập là 200.000 đô mỗi tháng. Okay, so that is the first step of app success is your pain point. You must find a pain point. Thì đó chính là cái bước đầu tiên bạn cần phải tìm ra được cái nỗi đau trong thị trường. Okay, so number two, the cheapest and the fastest way to launch an app is to use a ready-made app template. Và cái bước số 2, cái cách dễ nhất và nhanh nhất để bạn có thể ra mắt một ứng dụng đó là sử dụng các app template mẫu ứng dụng. Hiring a developer to build your app from scratch, okay, is very expensive. Bởi vì thuê một cái người lập trình để có thể lập trình ứng dụng của bạn từ ban đầu thì nó khá là tốn tiền. So we want to use templates to save the money. Nên chúng ta sẽ sử dụng các mẫu ứng dụng để có thể tiết kiệm tiền. For example, what is a template? Ví dụ ở đây mẫu ứng dụng là gì? Okay, there are many app maker softwares out there that already has pre-designed apps for you to choose. Có rất là nhiều những cái phần mềm tạo ứng dụng ở ngoài thị trường mà đã có sẵn những cái mẫu ứng dụng để bạn chọn. So you just choose one of the design. Nên bạn chỉ cần chọn một cái thiết kế ở trong đó. Put in your own words and photos. Điền vào cái thông tin nội dung của bạn. No coding required. Và bạn không cần lập trình. That's how you can launch your app within hours. Và đó là cách bạn có thể ra mắt ứng dụng của mình chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. This is what I mean by a template. Nên cái ý của tôi là mẫu ứng dụng là vậy. Something that is pre-built by another developer. Một cái gì đó mà đã có một người lập trình lên sẵn rồi. And not only templates, you can even buy live apps that are already making money. Và không chỉ các mẫu ứng dụng, bạn cũng có thể mua luôn những cái ứng dụng đã có sẵn trên thị trường và đang kiếm được tiền. For example, this live app, recipe app is only for sale for $200. Ví dụ như đây là một cái ứng dụng thực tế đang có ở trong thị trường và bạn có thể mua với giá 200 đô. You get all the content, all the users, okay, and you don't need to build the app. Và bạn có được tất cả các khách hàng, tất cả các nội dung ở trong ứng dụng và bạn không cần phải tự xây dựng ứng dụng này. Okay, so just now I've shown you Jordan. Now I want to introduce to you AJ. Hồi nãy tôi đã nói về Jordan, bây giờ tôi muốn giới thiệu về AJ. So they are sharing their story in front of 800 people in the Singapore Expo.
thì họ đang chia sẻ câu chuyện của mình trên sân khấu 800 người ở Singapore Expo. In fact, even when I was speaking in Vietnam, okay, I always invite my successful students to share their story. Và sự thật là khi tôi diễn thuyết ngay cả ở Việt Nam, tôi luôn mời những học viên thành công của mình lên trên sân khấu chia sẻ câu chuyện của họ. Hope that next time when I come back to Vietnam, you will be with me on stage and I can promote your app for free. Và tôi hy vọng là lần tới khi tôi tới Việt Nam thì bạn có thể lên sân khấu cùng tôi để tôi có thể giới thiệu ứng dụng của bạn miễn phí. Okay, so AJ, right, he was working at a full-time job. Thì AJ có một công việc làm toàn thời gian. Okay, and then he every month he would take some of his income and he would invest in buying apps. Và mỗi tháng thì anh ấy sẽ lấy một phần thu nhập của mình để ra để mua ứng dụng. Okay, so over a period of few months, he managed to buy many apps. Thì trong vài tháng anh ấy đã mua được rất là nhiều ứng dụng. And every ad make him passive income. Và mỗi ứng dụng lại mang lại cho anh ấy thu nhập thụ động. So, eventually AJ was able to make over 4 figures of US dollars in passive income. Và dần dần thì AJ đã có thể kiếm được vài ngàn đô la mỗi tháng. Okay, and he quit his job and he opened up an Italian restaurant in China. Và anh ấy đã nghỉ việc, sau đó là mở một nhà hàng Ý ở Trung Quốc. He not only that, he even got himself a Chinese girlfriend. Không chỉ như vậy mà anh ấy còn kiếm luôn được một cô bạn gái người Trung. Okay, this is how apps have changed his life. Và đây chính là cách ứng dụng đã thay đổi cuộc đời anh ấy. Okay, maybe it will change yours too. Và có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn nữa. Okay, and you can also get templates, okay, that are pre-built. Và bạn hoàn toàn có thể tìm những cái mẫu ứng dụng mà đã được xây dựng sẵn. For example, this e-commerce app template is only for $29. Ví dụ như đây là một mẫu ứng dụng thương mại điện tử mà bạn có thể mua chỉ với 29 đô. You can sell your products and services on this app template. Và bạn có thể bán các sản phẩm và dịch vụ của mình trên cái mẫu ứng dụng này. Okay, and even games as well. Và thậm chí cả trò chơi nữa. If you like games, you can get game app templates. Nếu như mà bạn thích các trò chơi thì bạn có thể mua các mẫu ứng dụng trò chơi. Okay, in the past, creating an app will easily cost hundreds, if not thousands of dollars. Và hồi xưa thì để tạo ra một ứng dụng, bạn có thể mất vài trăm đô, thậm chí vài ngàn đô. Okay, now with less than $100, less than $200, you can start your app business. Còn bây giờ chỉ với vài chục đô hay dưới 200 đô, bạn có thể bắt đầu việc kinh doanh ứng dụng của mình. Okay, this is Angeline, one of my students. Và đây là Angeline, một trong những học trò của tôi. Okay, Angeline worked in a Nescafe and has 5 kids. Và Angeline làm việc ở trong một quán cà phê có 5 người con. Okay, and this is her app that she created. Và đây là một ứng dụng mà cô ấy đã tạo ra. Okay, a app for primary school students to improve their studies. Một ứng dụng dành cho các học sinh tiểu học để có thể học giỏi hơn. Okay, so the kids can practice their mathematics, English on this app. Và các bé có thể luyện tập toán cũng như là trả lời câu hỏi ở trên đây. Okay, and how much did Angeline spend to create this app? Và Angeline đã chi ra bao nhiêu tiền để tạo ra ứng dụng này? Simple idea. So I was very lucky. I think the app was really, really cheap. I spent about, together with the reskinning, about $90 to buy that app. And I did it on Thursday night and then the ranking went up. I think that the credit has to go to you. Wow. Okay, so do you hear how much did she spend? Và bạn có nghe được là cô ấy đã chi bao nhiêu tiền không ạ? Just $90. Chỉ có 90 đô. Okay, so and how did this what happened to this $90 app? Thế thì chuyện gì đã xảy ra với ứng dụng 90 đô này? Okay, within a few months she was able to get 10,000 users. Chỉ trong vòng vài tháng thì cô ấy đã có được vài ngàn cái khách hàng. I went with her and we presented this to a company and they gave us $9,000 in grant. Và tôi đã đi cùng với cô ấy và cô ấy đã gọi vốn được từ một công ty là 9.000 đô. Okay, I introduced her to some investors. Tôi mới giới thiệu cô ấy tiếp tới một số nhà đầu tư khác nữa. She was able to get $50,000 in angel funding. Và cô ấy đã nhận được một cái quỹ đầu tư mạo hiểm là 50.000 đô. Okay, within the first few months, okay, she was able to raise $140,000 from this $90 app. Và chỉ trong vòng vài tháng thì cô ấy đã gọi được tổng cộng là 140.000 đô từ ứng dụng này. Why do a lot of startups fail? Tại sao nhiều startup lại thất bại? Because they cannot raise money. Bởi vì họ không biết cách gọi vốn. Okay, but the things that you're learning here today allows you to raise money easily. Nhưng mà những điều mà bạn học được ở đây ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn gọi vốn một cách dễ dàng. Okay, so app success framework, first step is to find a pain point in the market and solve it. Vậy thì công thức tạo ứng dụng thành công số 1 đó là tìm được nỗi đau trong thị trường và giải quyết nó. Okay, secondly, to save time and money, you want to use a ready-made app template.
Đó là số 2, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, bạn sẽ muốn sử dụng một mẫu ứng dụng. Okay, this is where a lot of developers fail at. Và đây chính là cái bước mà rất nhiều nhà lập trình viên đã thất bại. Okay, they know how to do coding, they know how to do programming, but their app cannot make money. Họ biết cách lập trình nhưng mà ứng dụng không kiếm được tiền. Why? Because developers, being technicians, they don't know point number three. Bởi vì những nhà lập trình thì họ giống như là những người kỹ thuật viên và họ không có biết được bước thứ ba. Point number three is about getting more users to use your app. Bước thứ ba đó là tìm được nhiều người sử dụng ứng dụng của bạn. To be successful in your app business. Để trở nên thành công trong việc kinh doanh ứng dụng. You need to be a marketer. Bạn cần phải là một nhà tiếp thị. Not a programmer. Chứ không phải là một lập trình viên. Okay, number three, you want to get more downloads from the App Store. Và thứ ba đó là bạn muốn có nhiều lượt tải xuống download từ trong App Store cho ứng dụng. A lot of startups fail because they have no money to run advertisements on social media. Rất nhiều startup thất bại bởi vì họ không có đủ tiền để chạy quảng cáo trên mạng xã hội. A lot of app owners fail because they don't know how to get free traffic from App Store. Rất nhiều những người sở hữu ứng dụng họ thất bại vì không biết cách để có nhiều lượt tải xuống từ cho ứng dụng. Okay, now you're going to learn how to save money from running advertisements. Thế thì bây giờ bạn sẽ học được cách để tiết kiệm tiền từ việc chạy quảng cáo. Without having to run ads, you can still get free downloads every day. Không cần chạy quảng cáo mà bạn vẫn có được những lượt tải xuống miễn phí mỗi ngày. Okay, how do you do it? Bạn làm bằng cách nào? You want people when they search for your product and service in the App Store, your company, your app shows up. Bạn muốn rằng là khi mà người ta tìm cái sản phẩm và dịch vụ trong thị trường của bạn thì cái tên ứng dụng của bạn sẽ xuất hiện đầu tiên. Okay, for example, my app Coley. Ví dụ như ứng dụng của tôi Coley. Coley stands for Key Opinion Leaders and Influencers. Và Coley viết tắt của từ những người tạo ảnh hưởng. Right, we help the brands to hire influencers. Và chúng tôi giúp cho các nhãn hàng có thể thuê được những người tạo ảnh hưởng. In Vietnam, they are hot boy and hot girl. Và ở Việt Nam thường gọi là những người hot boy, hot girl, trai xinh gái đẹp. Okay, so we help the hot boy and hot girl to find the job, okay, on the app. Và chúng tôi giúp cho những người hot boy, hot girl này có thể tìm được công việc từ các từ ứng dụng này. Internationally, they are called influencers. Còn cái từ ở trên quốc tế thì người ta sử dụng là influencers, những người tạo ảnh hưởng. Okay, when people search for influencers, they find my app as the top in App Store. Và khi mà người ta tìm cái từ khóa influencers, những người tạo ảnh hưởng, thì họ sẽ thấy được cái ứng dụng của tôi hiện ra hàng đầu ở trong chợ ứng dụng. And because of this, I get a lot of free downloads. Và nhờ điều này, tôi có rất là nhiều lượt tải miễn phí. Every single day. Mỗi ngày. Without having to spend a single cent on advertising. Mà không cần chi ra một xu nào cho quảng cáo. Okay, other important keywords as well, like influencer platform. Và một từ khóa quan trọng khác như là influencer platform, nền tảng của những người tạo ảnh hưởng. KOL. KOL. Okay, and many other important words people can find me in the App Store. Và rất nhiều những cái từ khóa quan trọng khác thì người ta đều tìm được ứng dụng của tôi trong App Store, chợ ứng dụng. Okay, I'm sharing this as an example for you, what you need to do. Và tôi chia sẻ điều này làm ví dụ cho bạn để bạn biết bạn cần làm gì. Whatever you are selling now. Thì cho dù là bạn đang bán cái sản phẩm dịch vụ gì bây giờ. When people search for it in the App Store, your app needs to show up. Khi mà người ta tìm cái sản phẩm dịch vụ đó trong chợ ứng dụng thì cái ứng dụng của bạn phải xuất hiện. So that they can become your customers. Để những người đó có thể trở thành khách hàng của bạn. Okay, so how do you do it? Thế thì bạn làm như thế nào? Okay, you want to have the keywords inside the reviews. Thì bạn sẽ muốn sử dụng các keyword từ khóa ở trong những cái đánh giá. Let me show you an example. Để tôi cho bạn một ví dụ. If I want to rank well for influencer marketing. Nếu như mà tôi muốn xếp hạng cao ở cho cái từ influencer marketing, tiếp thị qua người tạo ảnh hưởng. I want these keywords to be in the reviews in my App Store. Thì tôi muốn cái từ khóa này phải xuất hiện trong các đánh giá của tôi ở trên chợ ứng dụng. If you are doing food delivery. Nếu như bạn làm về vận chuyển thức ăn. You want to have food delivery, this word inside the review. Thì bạn sẽ muốn có cái chữ này vận chuyển thức ăn ở trong các đánh giá. If you are selling property. Nếu như mà bạn bán bất động sản. You want to have words like buy house inside the reviews. Thì bạn sẽ muốn có cái chữ ví dụ như mua nhà ở trong đánh giá của bạn. The more of these reviews you have, the higher your ranking will be. Và bạn càng có nhiều những cái đánh giá có từ khóa như vậy thì thứ hạng của bạn càng cao. Okay, so how do you do it? Thế thì làm thế nào bạn làm được?
You ask your users, you ask your friends. Thì bạn hãy nói những người dùng của mình, nói bạn bè của mình. You request for them to leave the review for you. Yêu cầu họ để lại một cái đánh giá cho bạn. Okay, it is very easy. You just need to ask. Rất là dễ, bạn chỉ cần hỏi thôi. Okay, so this is the three-step success formula. Rồi, đây chính là cái công thức thành công ba bước. Number one, you find a pain point in the market. Số 1, bạn tìm một cái nỗi đau trong thị trường. Number 2, you use a ready-made app template to save time and money. Thứ hai đó là bạn sử dụng một mẫu ứng dụng để bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc. To get users without having to spend money on advertising, you get free downloads from the App Store. Để có được người dùng miễn phí mà bạn không cần chi tiền cho quảng cáo, để bạn có thể có được những lượt tải xuống miễn phí từ App Store. Okay, if you guys understand what I just say, if you guys learn something, okay, just say awesome. Và nếu như bạn đã học được những kiến thức mới đến đây rồi thì bạn hãy gõ cho tôi chữ awesome hoặc là tuyệt vời vào trong khung chat. Let me know you guys are still here. Để tôi biết là các bạn vẫn đang ở đây. Oh, awesome, awesome, awesome. Thank you. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Okay, can I share a quick story about myself, how I get started? Và tôi có thể kể ngắn về câu chuyện đời tôi đã bắt đầu như thế nào không ạ? Okay, this was me in school. Và đây là tôi hồi tôi còn đi học. I'm a very naughty boy. Là trai hư. I was always in trouble. Lúc nào cũng gây rắc rối. Okay, why? Because back at home, I had no attention from my parents. Tại sao? Bởi vì hồi tôi ở nhà thì bố mẹ không có để ý đến tôi. Wow, people already giving phone number already. Ồ, chưa gì mọi người đưa số điện thoại để đăng ký luôn rồi à? Yeah, by the way, if you want to register for my course, you can just give your phone number and Babylon will contact you. Vâng, và nếu như bạn muốn tham gia vào khóa học của tôi thì bạn cứ để lại tên, số điện thoại và thành phố. Ban tổ chức Babylon sẽ liên lạc với bạn. Okay, so in this, my parents are always working so hard, they have no time for me. Thì ở gia đình của tôi, bố mẹ tôi làm việc rất là nhiều và dành rất là ít thời gian cho tôi. Okay, and my father, he always beat me and my mother up. Và bố của tôi thì rất là hay đánh đập tôi và đánh đập mẹ tôi. Okay, so I knew that he was like that because of the stress of working. Và tôi biết ông làm điều đó là bởi vì những áp lực mà ông có trong công việc. Okay, and in the last financial crisis, my dad lost his job. Và trong một cuộc khủng hoảng kinh tế thì bố của tôi bị mất việc. My mother got into many scams, cheated by her friends. Và mẹ của tôi thì bị bạn của bà lừa. Okay, and we were forced to sell the house because the banks were forcing us to do it. Và sau đó thì ngân hàng đã ép chúng tôi phải bán căn nhà của mình. We had to sell the house at $500,000 below the market valuation. Và chúng tôi phải bán nhà giá thấp hơn cái giá của thị trường là $500,000. We moved from a very big house to a very, very small house. You can't even put in all the furniture. Và chúng tôi đã phải chuyển từ một căn nhà lớn sang một căn nhà rất là nhỏ, còn không đủ chỗ để hết đồ đạc nữa. Okay, and after graduation, I worked, okay, as a community service worker. Và sau khi mà tôi tốt nghiệp thì tôi đã làm công việc tình nguyện. I was taking care of elderly, children, and intellectually disabled. Và tôi đã giúp đỡ những người già, những trẻ mồ côi cũng như là những trẻ tàn tật. Okay, as a non-profit organization. Thì đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận. You have to depend on donations. Nên bạn chỉ dựa vào là tiền quyên góp từ mọi người thôi. By the way, Babylon, can you help me out? Và ban tổ chức Babylon có thể giúp tôi được không ạ? In the Zoom setting, can you change all the message to all attendees? Ở trong cái phần chat box thì cái ô chat thì có thể giúp tôi đổi thành là chia sẻ cho tất cả học viên không ạ? Tức là all attendees. Because some of them are sending to panelists. Bởi vì một số người thì chỉ đang chia sẻ cho panelists thôi, tức là ban tổ chức thôi. Okay, can you disable that? Nên mình có thể là đổi cái chức năng đó giúp tôi ạ. Just make sure everyone who is typing is sending to everyone here. Để đảm bảo rằng là ai mà gửi cái bình luận ở trên đây thì tất cả mọi người đều đọc được. Okay, thank you. Vâng, xin cảm ơn. Are you guys still excited? À, các bạn vẫn rất là hào hứng chứ ạ? I see many of you have been sending in numbers to the panelists, your phone numbers. Tôi thấy rất là nhiều bạn đã gửi số điện thoại của mình đến cho ban tổ chức. Okay, so thank you for registering for my program. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã đăng ký khóa học của tôi. I just assure you that, but the setting is still to panelists. Nhưng mà ban tổ chức ơi, là cái thiết lập của chúng ta vẫn đang là gửi tới panelists thôi.
can you remove that? Just fix the sending message to only attendees and not to panelists. Và mình giúp tôi sửa lại cái chức năng này để nó mặc định luôn là all attendees, tức là tất cả mọi người tham gia đều đọc được. Babylon, you understand what I'm saying? Ban tổ chức Babylon hiểu ý tôi chứ ạ? Okay, in the chat settings, make sure that every message is sent to all and not just panelists. Trong cái phần mà chat, cái phần thiết lập của chat đó, thì mình đổi thành cái chức năng là all attendees, tất cả mọi người tham gia, chứ đừng chỉ để là panelists. Okay, so I went out of job that time. Rồi thì hồi đó là tôi bị mất việc. Okay, because there was not enough donations coming in. Bởi vì không có đủ tiền quyên góp. So the company I was working in, right, closed down. Thì cái công ty mà tôi làm phải đóng cửa. Yeah, because I was making so little money at that point of time. Và bởi vì hồi đó tôi kiếm được rất là ít tiền. I hardly had any savings at all. Nên tôi gần như là không có tiền tiết kiệm gì cả. Okay, and so for many months out of job, I used finish all my savings. I had no money at all. Thế là trong nhiều tháng thất nghiệp thì tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình và không còn một xu nào. I went to the ATM, put in my card. I couldn't even withdraw any money. Và tôi đến cái máy ATM, tôi bỏ thẻ mình vào còn không rút ra được một xu nào cả. I had less than $10 in my bank account. Trong tài khoản ngân hàng còn dưới 10 đô. Okay, so every day to save money, I eat cup noodles and instant noodles. Thế là mỗi ngày để tiết kiệm tiền thì tôi toàn ăn mì gói. I became very, very thin and underweight like you see in this photo. Và tôi trở nên vô cùng gầy gò, thiếu cân như bạn thấy trong bức hình này. If you think I'm thin now, I was 10 kilograms thinner that time. Nếu như bạn nghĩ bây giờ mà bạn thấy là tôi gầy á, hồi đó tôi còn ít hơn bây giờ 10 ký. Okay, wow. I was so embarrassed because I still have to borrow money from my parents. Và lúc đó tôi rất là xấu hổ bởi vì mình vẫn phải lấy tiền của bố mẹ để sống. Okay, and I remember what was the most hurtful thing is there was a girl that I love very much. Có một câu chuyện rất là đau buồn là có một cô gái này tôi rất là yêu. One day she told me, Thiên, I want to focus on my studies. Một ngày nọ thì cô ấy nói với tôi rằng Thiên, em muốn tập trung vào việc học. Okay, so she break up with me. Thế là cô ấy chia tay tôi. I was so depressed that every day I just play computer games day and night. Lúc đó tôi rất là buồn, vậy nên là từ đêm tới ngày, từ ngày đến đêm tôi chỉ chơi điện tử. Okay, 3 months later, I saw her with another guy. 3 tháng sau thì tôi gặp cô ấy đi cùng một người con trai khác. With eyes smaller than mine. Mắt mà còn nhỏ hơn tôi. I was really, really heartbroken. Và lúc đó trái tim tôi tan vỡ. Okay, but my mother tried to change my environment. Nhưng mà mẹ của tôi cố gắng thay đổi môi trường sống của tôi. Instead of me playing games at home every day, she brought me to seminars. Thay vì cứ để tôi chơi điện tử như vậy thì bà lôi tôi tới những cái hội thảo sự kiện. I remember attending a seminar with thousands of people. Tôi nhớ là mình đã tham dự một cái sự kiện mà có hàng ngàn người tham dự. Okay, and in that seminar, right, I was so inspired. Và trong cái sự kiện đó tôi bừng cháy lên cái cảm hứng. It was a seminar by Success Resources. Là một sự kiện của Success Resources tổ chức. Okay, the same company that organized events for Tony Robbins and Robert Kiyosaki. Và cùng công ty đã hợp tác với Babylon tổ chức những sự kiện của Robert Kiyosaki và Tony Robbins. Okay, and I had a dream. I said that one day I want to be a speaker like that and help people. Lúc đó tôi có một cái giấc mơ. Tôi mơ rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành một diễn giả như vậy và giúp đỡ được mọi người. Okay, so from then on, I really studied very hard about how to make money online. Và từ lúc đó tôi bắt đầu tập trung vào việc làm thế nào để kiếm tiền trên mạng. Okay, I created my first digital product. E-book. Và tôi đã tạo ra cái sản phẩm điện tử đầu tiên của mình, đó chính là một cuốn e-book sách điện tử. Do I look like I can cook to you? Trông tôi có giống đầu bếp không ạ? Okay, so how did I write a recipe book without being able to cook? Thế thì làm thế nào tôi viết được một quyển sách dạy nấu ăn mà không biết nấu ăn? I asked my friends to send me their recipes. Đó là tôi nhờ các bạn của mình gửi những cái công thức nấu ăn của họ đến tôi. In exchange, I gave them the whole book for free. Đổi lại thì tôi sẽ tặng cho họ toàn bộ quyển sách này miễn phí. That's how I came up with my first digital product. Và đó là cái cách mà tôi có được sản phẩm kỹ thuật số đầu tiên của mình. Okay, but because on the internet, on Google, there are millions of other people selling the same thing. Nhưng mà bởi vì trên internet, trên Google có hàng triệu người bán cùng cái sản phẩm như vậy. It was impossible for me to compete with them. Nên tôi không thể nào cạnh tranh nổi với họ. Okay, so I want to try something. Thế là tôi muốn thử một cái gì đó. Okay, I want to try to sell this book as an app in the App Store. Và tôi cố gắng là bán quyển sách này dưới dạng một ứng dụng ở trong chợ ứng dụng. But I didn't know how to code the app.
nhưng mà tôi không biết cách lập trình. So I hired someone from India for $200. Nên tôi đã thuê một anh lập trình người Ấn Độ với giá $200. I was his very first customer. He has no portfolio. Tôi là cái khách hàng đầu tiên của anh ấy chưa có kinh nghiệm gì trước đó. Okay, but I took a risk. Nhưng mà tôi chơi luôn. Okay, so he created the app for me, very simple app. Thì anh ấy đã tạo cho tôi một cái ứng dụng rất là đơn giản. I sold it at 99 cents in the App Store. Tôi bán nó với giá là 99 cent ở trong chợ ứng dụng. Okay, in my first 2 months of launch. Và trong 2 tháng đầu tiên ra mắt. Okay, I got over $1,000 from sales in the Apple Store. Tôi đã có doanh thu hơn $1,000 ở trong App Store. And then I have another $3,000 of sales in the Amazon store. Và cũng như là thêm $3,000 nữa từ trong chợ Amazon. In my first 3 months, this app generated $5,000. Và trong 3 tháng đầu tiên thì cái ứng dụng này đã tạo cho tôi hơn $5,000. I did not spend any money on advertising. Tôi không chi một xu nào cho quảng cáo. Everyone who downloaded this app found me in the App Store when they searched for recipes. Tất cả những cái người khách hàng tôi có là tìm thấy tôi trong chợ ứng dụng khi mà họ tìm cái chữ khóa công thức nấu ăn. So in my first 3 months, this app generated me $5,000. Vậy nên trong 3 tháng đầu tiên thì ứng dụng này tạo ra cho tôi $5,000. My cost was $200. Chi phí của tôi là $200. Okay, so and I also have advertising revenue from the app. Và sau đó tôi cũng nhận được cái doanh thu từ quảng cáo từ ứng dụng này. Okay, so it generated me over 5 figures of revenue as well. Và tạo ra cho tôi hàng chục nghìn đô. Okay, so that is a quick short story about my very first app. Thì đây chính là câu chuyện ngắn gọn về ứng dụng đầu tiên của tôi. Okay, since then, okay, we have created okay, close to 300 apps. Từ đó thì chúng tôi đã xây dựng và đã phát triển hàng trăm ứng dụng khác nhau. Okay, and we have trained close to 3,000 entrepreneurs to launch their apps as well. Và cũng như là huấn luyện đào tạo cho hơn 3,000 doanh nhân khởi nghiệp để tạo ứng dụng của mình. Okay, so this is my baby right now. Và đây chính là bé con của tôi. Okay, so is this Coli app which I shared earlier? Đó chính là ứng dụng Coli mà tôi chia sẻ lúc nãy. Okay, currently we have more than 18,000 brands and hot boys and hot girls on this app. Và hiện nay chúng tôi có 18,000 nhãn hàng cũng như là những hot boy hot girl ở trên ứng dụng này. Okay, we have received over $1 million, okay, in angel investment. Và chúng tôi đã nhận được từ quỹ đầu tư mạo hiểm là $9 triệu. Okay, and this is a video of the app. Và đây là một video giới thiệu app. Okay, brands can post their products and services. Các nhãn hàng có thể đăng lên cái sản phẩm và dịch vụ của mình. Okay, and then influencers can apply for it to take the job. Và những người influencer, những người tạo ảnh hưởng có thể nộp hồ sơ để có thể nhận việc. Okay, brands then interview, okay, and chat with the influencers. Nhãn hàng sau đó có thể phỏng vấn và nói chuyện với lại những người tạo ảnh hưởng. Okay, you can also go to the app and search for influencers to chat to hire. Bạn cũng có thể vào trong cái ứng dụng này để có thể tìm những cái người tạo ảnh hưởng và thuê họ. Okay, this app is still in the testing stage. Và ứng dụng này đang ở trong cái giai đoạn testing, giai đoạn kiểm tra. Okay, but it's live for use. Nhưng mà nó đã được trực tiếp ở trong chợ ứng dụng rồi. Okay, so there are so many cool functions that we are still building. Và có rất là nhiều những chức năng tuyệt vời mà chúng tôi vẫn đang xây dựng. Okay, so next time, brands, entrepreneurs, bosses over here, you can use Coli to find hot boys and hot girls. Vậy thì các sếp, các chủ doanh nghiệp hiện nay ở đây, lần tới mà mình muốn thuê những người tạo ảnh hưởng thì bạn có thể lên ứng dụng Coli này. Okay, by the way, Tu Hang, Huyen, Nguyen, thanks for your comments. Và ở đây bạn Thu Hằng cùng với bạn Huyền Nguyễn rất là cảm ơn cái chia sẻ của các bạn. Yeah, I appreciate all your comments over here. Thank you so much. Và tôi rất là trân trọng tất cả những chia sẻ bình luận của các bạn trong khung chat. Cảm ơn các bạn. Okay, and I have the privilege, okay, as an influencer to get invited to speak in many countries. Và là một cái người chủ doanh nghiệp như vậy, tạo ra Coli thì tôi đã có cái vinh dự được đến chia sẻ ở nhiều nơi trên thế giới. Even to China, Europe and US. Thậm chí là ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Okay, so, thanks to Babylon and Success Resources, they brought me to Vietnam many times as well. Và nhờ vào ban tổ chức Babylon cũng như là Success Resources, tôi cũng đã có cơ hội đứng trên nhiều sân khấu và nhiều nơi. Okay, and last year I received this award in US for generating over $1 million online. Và năm ngoái thì tôi đã nhận được giải thưởng này ở Mỹ vì đã tạo ra $1 triệu doanh thu. Okay, so guys, what I'm sharing with you, okay, the purpose is not to show off. Và các bạn, tôi chia sẻ những điều này không phải là để khoe khoang. But to share with you my situation when I first started
And if I could do it, I believe you could do it as well. Mà để chia sẻ cho bạn thấy hành trình của tôi kể từ lúc tôi bắt đầu, và nếu như tôi có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được. Okay, back then I had to figure out many things by myself. Và hồi đó thì tự tôi phải mày mò tất cả mọi thứ. So I want you guys to be able to learn all this without going through the hard work like I did. Và tôi muốn các bạn có thể học được tất cả những điều này mà không trải qua những khó khăn như tôi đã trải qua. Okay, these are my parents. Và đây là bố mẹ của tôi. Their life has changed so much ever since I started to do business online. Và cuộc đời của họ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi quyết định kinh doanh online. Okay, my mother for the past few years in the past, she has to work very, very hard. Và mẹ của tôi nhiều năm trước đây thì bà phải làm việc vô cùng vất vả. Okay, because she got cheated by her friends and then she owed the bank so much money. Bởi vì mẹ bị người ta lừa, bạn của bà lừa và nợ ngân hàng rất là nhiều tiền. Every night she has to work until 3-4 a.m. just to pay off the loans from the banks. Và mỗi đêm thì bà phải làm việc tới 3-4 giờ sáng chỉ để kiếm đủ tiền trả cho ngân hàng. Okay, so one day I paid all her debts, I cleared all her loans. Một ngày nọ thì tôi đã có thể trả hết tất cả những cái khoản nợ này cho bà. Okay, both my parents are debt free. They don't have to work anymore. Và bố mẹ của tôi bây giờ không có bị nợ gì cả và họ không cần đi làm nữa. Okay, my mom is a lot more younger, more beautiful than few years ago. Và mẹ tôi bây giờ thì trẻ hơn và đẹp hơn nhiều so với nhiều năm trước. In the past, to save money, she wouldn't travel, she wouldn't go and see the doctor. Bởi vì hồi xưa để tiết kiệm tiền thì bà không bao giờ đi đâu hay còn không chịu đi khám bác sĩ nữa. She wouldn't buy new clothes, she wouldn't eat good food. Bà không có ăn uống đàng hoàng, cũng không mua quần áo mới. So, but now she gets to travel with her friends, she gets to tour, she gets to buy new clothes, right? She's having a much, much better life. Thì bây giờ bà đã có thể mua quần áo mới, đi chơi với bạn bè, tham dự những tour du lịch và cuộc đời đã tốt hơn rất nhiều. Okay, guys, being successful in this does not just help yourself. Vậy nên bạn ơi, thành công không chỉ là giúp đỡ bản thân mình đâu. Okay, you also help all your loved ones. Bạn cũng có thể giúp đỡ tất cả những người mình yêu thương. Okay, and once or twice a year, okay, I bring my students in Vietnam to go to the intellectually disabled homes. Và một lần hay hai lần mỗi năm thì tôi đều dẫn những học viên của mình để tới thăm những trẻ khuyết tật ở thành phố. These children are all abandoned by their parents. Và đây là những đứa trẻ mà bị bố mẹ mình bỏ rơi. Okay, this is in District 1, Ho Chi Minh City. Và ở đây là ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Why are the kids born like that? Tại sao những đứa trẻ này sinh ra như vậy? Because the mother didn't have money to eat well, that's why the kids are born with brain defect. Bởi vì những người mẹ đã không có đủ tiền ăn uống đầy đủ và những đứa trẻ sinh ra là bị tác động xấu ở não. Okay, if more women in Vietnam know how to make money by themselves. Và nếu như nhiều người phụ nữ ở Việt Nam biết cách tự mình kiếm thu nhập hơn. Okay, and more Vietnamese can afford to donate and take care of these poor mothers. Và nhiều người ở Việt Nam có khả năng quyên góp và giúp đỡ những gia đình khốn khổ như thế này. A lot of children's lives will be saved. Thì sẽ có nhiều cuộc đời của nhiều đứa trẻ được cứu giúp. Okay, so together we buy food, we buy toys and presents for them. Và cùng với nhau chúng tôi đã mua thực phẩm, mua đồ chơi cho các bé. How many of you would like to join me next time when we go and visit a home in Vietnam? Và bao nhiêu bạn ở đây sẽ muốn tham gia cùng tôi lần tới khi chúng ta đi thăm những đứa trẻ này ở Việt Nam ạ? Okay, thanks for your compliments. Và cảm ơn lời chia sẻ, lời tán thưởng của các bạn. Okay, I do this because I feel happy when I do it. Tôi làm những điều này bởi vì tôi thấy rất là hạnh phúc khi mình được làm điều đó. All right, thank you so much. And can I, how many of you want me to send you my free book? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bao nhiêu bạn ở đây muốn nhận được cái quyển ebook của tôi ạ? Okay, if you want to do it right now, head over to Instagram and Facebook. Nếu như mà bạn muốn nhận được món quà này thì ngay bây giờ bạn hãy lên Facebook hoặc là Instagram. Okay, step number one, follow me at Lim Thien Yi. Bước một đó là bạn hãy tìm tên tôi Lim Thien Yi và bạn ấn theo dõi, follow. Okay, and make sure you follow me and then comment on my latest post. Và bạn hãy nhớ là theo dõi tôi, sau đó bước hai bạn hãy bình luận ở trên bài viết gần nhất của tôi. Only if you comment, then I can send you the ebook. Bởi vì chỉ khi mà bạn bình luận thì tôi mới có thể gửi được cuốn ebook đến cho bạn. Okay, after this webinar, I will send the download link on the post and you can download it. Và sau cái phần chia sẻ này thì tôi sẽ gửi cái đường link tải xuống ở trong cái bài viết để bạn có thể nhận được. Okay, so right now, just take 30 seconds to do it. Find me on my Facebook and Instagram at Lim Thien Yi.
Và bây giờ bạn hãy dành ra 30 giây, bạn lấy máy tính hoặc là điện thoại của mình ra, theo dõi tôi ở trên Lim Thiên Di ở Facebook hoặc Instagram. And then just comment something normal in my latest post. Rồi bạn bình luận một cái gì đó ở trên bài viết gần nhất của tôi. Okay, and after the webinar, I will send you the download link. Và sau cái webinar này thì tôi sẽ gửi cho bạn đường link download. Okay, thank you so much. I see many of you have already followed me. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi đã thấy rất là nhiều bạn theo dõi tôi ở trên Facebook và Instagram. Okay, make sure you leave your comments. Huh? Và bạn nhớ là hãy để lại một bình luận trên bài viết gần nhất nha. Okay, thank you. Rồi, cảm ơn bạn. I have many, many great inspirational content that I frequently post on my social media. Và tôi có rất là nhiều những cái nội dung truyền cảm hứng và ích lợi mà tôi chia sẻ trên mạng xã hội. Sometimes I give away free things on my social media as well. Đôi khi ở trên mạng xã hội tôi cũng dành tặng những món quà miễn phí cho những người theo dõi nữa. Okay, so are you guys ready to start your first app and build your mobile app business? Thế thì các bạn ở đây đã sẵn sàng để tạo ra ứng dụng đầu tiên của mình và ra mắt ứng dụng việc kinh doanh ứng dụng của bạn chưa? Okay, if you are ready, type in ready. Nếu như bạn đã sẵn sàng, hãy gõ vào chữ ready hoặc là sẵn sàng vào khung chat. Okay, but I know, I understand. Nhưng mà tôi biết, tôi hiểu. Okay, there are some things that you are still concerned about. Vẫn có những thứ mà bạn đang nghi ngại. Okay, probably some of you are thinking my idea is not good enough. Có thể một số bạn đang suy nghĩ rằng là ứng dụng cái ý tưởng của tôi chưa đủ hay. Probably some of you are still thinking it's too expensive to build an app. Một số bạn có thể đang nghĩ rằng là tạo ứng dụng mắc tiền lắm. And then some of you might still be thinking, this is a recession, there's COVID, right? People are not going to buy my things on the app. Và một số bạn thì nghĩ là bây giờ đang còn COVID rồi suy thoái mà làm gì có ai mua đồ trên ứng dụng. Yeah, I understand. Tôi hiểu. Okay, however, it does not mean that it is true. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đây là sự thật. Okay, let us go through these three questions. Is my app enough? Is my idea enough? Mình hãy đi qua từng cái câu hỏi. Thứ nhất đó là ý tưởng của tôi có đủ hay hay không? Can it make money? Có kiếm được tiền không? Okay, let me share with you this app created in Vietnam. Rồi để tôi chia sẻ cho bạn một cái ứng dụng mà do một người Việt Nam xây dựng. This is Flappy Bird. Đây là Flappy Bird. Created by someone in Hanoi. Được tạo ra bởi một anh chàng ở Hà Nội. So it's a one finger game. Đây là trò chơi sử dụng một ngón tay. Objective is to avoid crashing into the pipe. Mục tiêu đó là không để con chim đâm đầu vào cái ống. Khi okay, but once you crash into the pipe, it's game over. Thì khi mà con chim bị đâm đầu vào ống thì coi như là mình thua. And before you can play again, you'll be punished by watching an advertisement. Và trước khi mình được bắt đầu chơi lại thì mình sẽ bị trừng phạt bằng cách là phải coi một cái quảng cáo. Okay, just by the people watching the advertisement, this developer makes $50,000 a day. Thì chỉ từ việc là người ta coi quảng cáo thôi, cái anh chủ của cái ứng dụng này đã kiếm được 50.000 đô mỗi ngày. Okay, so how to make sure that your app can make money and can be successful? Thế thì làm thế nào để đảm bảo được rằng ứng dụng của bạn sẽ thành công và kiếm được tiền? You want to model after apps that are already successful like this Flappy Bird. Bạn sẽ muốn mô phỏng theo những ứng dụng đã thành công rồi như kiểu Flappy Bird này. And there are hundreds of apps out there that is similar to Flappy Bird. Và có rất là nhiều những ứng dụng trong thị trường nó tương tự như là Flappy Bird. And many of them have got millions of downloads. Và có rất là nhiều ứng dụng trong số đó là kiếm được là hàng triệu lượt download. Okay, so you don't need to be the first person. Vậy nên bạn không cần phải là người đầu tiên. And model after an app that's already successful. Bạn chỉ cần mô phỏng theo những ứng dụng mà đã thành công. Okay, this is a US app called Musical.ly. Và đây là một cái ứng dụng ở Mỹ tên là Musical.ly. Most of you will have not heard of this app. Đại đa số các bạn chắc là chưa từng nghe về ứng dụng này. But this app is the grandfather of TikTok. Nhưng mà ứng dụng này chính là ông nội của TikTok. TikTok came from Musical.ly. TikTok là bắt đầu từ Musical.ly. Okay, so let me share with you a video created using Musical.ly. Để tôi cho bạn xem một cái ứng dụng được tạo ra bởi Musical.ly. And this this company, they took this idea and they created it in China. Thì cái công ty này đã lấy cái ý tưởng từ Musical.ly và tạo ra cái ứng dụng TikTok ở Trung Quốc. They changed the English songs to Chinese songs. Họ đổi từ bài hát tiếng Anh thành bài hát tiếng Trung. The app is called Douyin. Và cái ứng dụng đó tên là Douyin. And then they created and launched the international version called TikTok. Rồi sau đó thì họ mới ra mắt một cái phiên bản quốc tế gọi là TikTok. So this app
is this video, okay, is the app, this from TikTok and Douyin. Rồi thì cái video này chính là từ ứng dụng TikTok hoặc là Douyin. Let me know which cat you like. Thì nói cho tôi biết là bạn thích cô mèo nào nhé. From China, Korea or Japan. Cô mèo người Trung, người Hàn hay người Nhật? So how well did this company do? Thế thì cái công ty này đã có cái kết quả tốt đến cỡ nào? They did so well that they actually bought out Musical.ly for $1 billion. Và công ty này đã có kết quả tốt đến mức mà họ mua lại luôn Musical.ly với giá là 1 tỷ đô. Okay, and right now this company is now worth $100 billion. Và công ty này hiện nay có giá trị là 100 tỷ đô. Ranking them the number one most valuable startup in the world. Và biến họ trở thành công ty startup có giá trị cao nhất trên thế giới. Look, they didn't have an original idea. Họ không có một cái ý tưởng nguyên bản. All right, the next question is, I want to build something. These people is because they have a lot of money. Thì một số bạn bây giờ nó gọi là, ôi Thiên à, nhưng mà những người này họ thành công vì họ có rất là nhiều tiền. Yes, I do agree that with money, things can be easier. Ừ, tôi đồng ý rằng là nếu có tiền thì mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn. Okay, but it does not mean that you can't start this business without money. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là bạn không thể bắt đầu việc kinh doanh này nếu như bạn không có tiền. So how can you do it? Thế thì làm thế nào để bạn làm được? It is to use ready-made apps. Đó là sử dụng những ứng dụng đã được tạo sẵn. Okay, so this is Hasif. These are my students in Malaysia, which I coach on a one-to-one basis. Và đây là học trò của tôi, Hasif, là một học trò mà tôi đã huấn luyện một một. So Hasif, he bought an app for less than $50. Thì Hasif đã mua một ứng dụng với giá dưới 50 đô. And that app makes money from advertisements. Và ứng dụng đó kiếm được tiền từ việc quảng cáo. When he bought the app, there was no users at all. Khi mà anh ấy mua ứng dụng này thì không có người dùng. Okay, but from applying what he learned in my program, he was able to get 10,000 users within 2 months. Nhưng mà từ việc là áp dụng những cái điều tôi dạy trong khóa học thì anh ấy đã có được 10.000 lượt tải xuống chỉ trong vòng 2 tháng. And he was making $10 to $20 per day. Và kiếm được 10-20 đô mỗi ngày. 3 months later, he was able to grow to 50,000 users. 3 tháng sau thì anh ấy đã nâng lên được thành 50.000 lượt tải về. Okay, and he was making $30 to $50 per month, per day on this app. Và anh ấy đã kiếm được từ 30 tới 50 đô m�i ngày nhờ vào ứng dụng này. Acquire this app somewhere end of November. I can consider it as early December. Okay. By January, I already have more than 5,000 downloads. Okay. Wow. And yeah. And somewhere around February, already have more than 10,000 downloads. And surprisingly, early of April, I have more than 50,000 downloads. And now it's just auto for me. And I can tell you, in terms of marketing, I spend $0. That's the best part of it. That means yeah. $30 to $40. Yeah. To buy this app over. Mm. And this app is now making you $1,000 to $1,200 per month. Yes, correct. Mm. Hey guys, are you hearing this? A $50 app now is making over $1,000 per month. Hey guys, how much is $1,000 in Malaysia? Vậy thì bạn ơi, là 1.000 đô là bao nhiêu tiền Malaysia? It is the salary of a middle-level manager. Thì đó chính là tiền lương, mức lương của một nhà quản lý trung cấp. Guys, $50 app. Đây là một cái ứng dụng 50 đô. No ad spend. Không cần chạy quảng cáo. Making a passive income which is equals to a manager's position. Kiếm được cái thu nhập bằng với thu nhập của một người quản lý tầm trung. Okay, this is one of my students in Vietnam. Và đây là một học viên của tôi ở Việt Nam. Okay, so her family grows and sell tea leaves. They plant tea leaves.
Và gia đình của cô ấy thì trồng và bán lá trà. Okay, so she bought two apps for a total of $200. Và cô ấy đã mua hai ứng dụng với tổng giá là $215. Okay, and one of her app did really well. It's called BTS Army Magic. Và có một ứng dụng của cô ấy đã có kết quả rất là tốt, tên là BTS Army Magic. Okay, and how well did her app do? Thế thì ứng dụng của cô ấy đã có kết quả tốt đến cỡ nào? She got 500,000 downloads. Cô ấy có nửa triệu lượt tải xuống. Wow, can you imagine 500,000 users for a $100 app? Và bạn có tưởng tượng được không ạ? Một ứng dụng $100 có được 500,000 lượt tải xuống. Okay, she's shy, she doesn't want to tell me how much she makes. Và cô ấy rất là ngại và không chịu nói cho tôi nghe là kiếm được bao nhiêu tiền. Okay, but I would estimate anywhere from $1,000 to $5,000 per month. Nhưng mà tôi sẽ dự đoán dựa trên lượt tải xuống này là khoảng chừng $1,000 tới $5,000 mỗi tháng. Okay, so this is something that you can do as well. Và đây là một cái điều bạn cũng có thể làm được. Okay, some of you are asking, hey Thien, should I wait until the corona and recession is over? Và một số bạn hỏi tôi là Thien à, thế thì tôi có nên chờ sau khi corona và suy thoái qua đi không? The thing is, when will this be over? Nhưng mà câu hỏi là khi nào thì nó mới qua đi? You never know, it might not be over, it might never be over. Bạn không biết được, có thể là nó không bao giờ qua đi cả. Okay, so these are apps created during the last global recession in 2008 and 2009. Và đây là những ứng dụng được tạo ra ở trong kỳ suy thoái thế giới lần trước năm 2008-2009. Okay, the year where my parents lost their jobs. Là năm mà bố mẹ tôi đã mất công việc. Hey, by the way, Babylon staff, I still see that they are sending message to the panelists. Can you disable this function? Và ban tổ chức Babylon ơi, tôi thấy mọi người vẫn chỉ đang gửi tới là panelist, ban tổ chức thôi. Mình có thể tắt cái chức năng đó đi được không ạ? Do you guys know how to disable this function? Bạn có biết cách để tắt chức năng này đi không ạ? Các anh chị ơi, thì thầy Thiên Di có nhắc các anh chị rằng là khi mà chúng ta chat trên ô chat ấy, được chưa? Chúng ta hãy chọn chế độ là on panelist and attendee, được chưa? Để cho là tất cả những cái các anh chị học viên khác cũng thấy cái comment của chúng ta, cũng như là thầy cũng thấy comment của chúng ta, được chưa? Tôi xin nhắc lại là các anh chị comment thì hãy để chế độ, chọn chế độ là on panelist and attendee ạ. Được chưa? Yeah, vâng, các anh chị vui lòng thực hiện cái việc này giúp tôi nhé. Các anh chị chú ý giúp tôi ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Okay. Yeah, it's so that because when one of you say something, right, the rest can learn as well. Bởi vì tôi muốn là khi một ai đó nói gì đó thì tất cả mọi người có thể thấy được, nên khi bạn bình luận thì hãy chọn chỗ chữ two là panelist and attendees để tất cả mọi người có thể thấy được. Okay, so yes, to our participants today, just make sure that when you're sending message, send to everyone, right? Rồi, vậy thì tất cả các anh chị khi mà mình bình luận, mình hãy đảm bảo mình chọn ở chỗ chữ two có cái ô màu xanh, chọn là panelist and attendees. Okay, thank you very much. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Okay, so this is Airbnb. Rồi, đây là Airbnb. An app that helps people to save money when staying in a house. Một ứng dụng mà giúp cho mọi người tiết kiệm tiền khi đi du lịch bằng cách là ở những căn nhà có sẵn. Okay, this is now worth $21 billion. Và công ty này bây giờ có giá trị là $21 tỷ. Can you imagine if they said, I want to wait until recession is over, then I build Airbnb. Và bạn có tưởng tượng được không nếu như mà người ta bảo rằng là tôi chờ suy thoái qua đi rồi mới xây dựng Airbnb. Okay, so WhatsApp same period, okay, acquired by Facebook for $19 billion. WhatsApp cùng giai đoạn đó đã được tạo ra và đã được bán cho Facebook với giá là $19 tỷ. Okay, Uber, okay, same period now worth $36 billion. Uber cùng giai đoạn đó bây giờ có giá trị là $36 tỷ. Okay, so you, right? This is the best time to start. Vậy nên bạn, đây chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Wow, everybody is thinking how to save money. You should provide a solution for them to help them. Trong khi tất cả mọi người đang suy nghĩ là làm thế nào để mình tiết kiệm tiền, thì bạn hãy nghĩ ra một cái nỗi đau và giải quyết nỗi đau đó cho họ. Okay, so guys, would you like to come up with your $1 million app idea right now? Vậy thì bạn ơi, bây giờ bạn có muốn nghĩ ra cái ý tưởng ứng dụng $1 triệu của mình ngay bây giờ không ạ? Okay, how many of you want to have $1 million app idea? Và bao nhiêu bạn ở đây muốn có được một ý tưởng ứng dụng $1 triệu ngay bây giờ? Okay, type in millionaire. Hãy gõ vào chữ millionaire hoặc triệu phú vào trong khung chat ạ. Yeah, so how to buy? I saw someone asking how to buy apps. Và ở đây tôi thấy có một bạn hỏi rằng là làm thế nào để mình mua ứng dụng. Okay, so in detail, I will teach this in my program. Cụ thể từng bước thì tôi sẽ hướng dẫn trong khóa học của mình. Okay, by the way, those of you who are curious to learn how to buy apps. Và với những bạn tò mò muốn biết cách để mua ứng dụng.
Yeah, put down your full name and phone number now so that Babylon can contact you, okay, and tell you more about my program. Thì bạn hãy điền xuống tên, số điện thoại và tên thành phố của mình để ban tổ chức Babylon biết và có thể liên hệ với bạn. Okay, so great. Many of you are millionaire. Tốt lắm, rất là nhiều bạn đã gõ vào chữ millionaire, triệu phú. Okay, you want to ask yourself these questions. Thế thì bạn hãy hỏi bản thân mình những câu này. Okay, number one, what is my passion? Số 1, đam mê của tôi là gì? Okay, you must start from something that you're passionate in. Bởi vì bạn cần phải bắt đầu từ một cái gì đó mà mình đam mê. Okay, I saw some of you are still typing to panelists. Okay, don't do that anymore. Type to everyone. Và các bạn, mỗi khi mà mình phản hồi thì mình nhớ là chọn chữ panelists and attendees để tất cả mọi người có thể thấy được. Các anh chị để ý, khi mà mình gõ thì mình chọn cái phần là panelists and attendees để tất cả mọi người đều có thể thấy được. Okay, so thanks for those of you who already gave Babylon your contact details. Appreciate it. Và cảm ơn các bạn mà đã để lại tên, số điện thoại và email, tên, số điện thoại và thành phố của mình. Well, we have people from Germany and Auckland. Ồ, có luôn cả những bạn ở Đức và ở Auckland của New Zealand à. Okay, so start from your passion. Vậy nên trở lại, mình hãy bắt đầu từ đam mê. Some of you, maybe you like cooking. Một số bạn có thể bạn thích nấu ăn. Some of you, maybe you like dog. Một số bạn có thể thích chó. Some of you, maybe you like yoga. Một số bạn thích yoga. Some of you like spa. Một số bạn thích spa. Okay, so start from your passion. Thì hãy bắt đầu từ đam mê của mình. You can start from the business that you are doing in as well. Bạn cũng thể bắt đầu từ cái doanh nghiệp mà mình đang làm việc, mà mình sở hữu. Okay, number two. Và số 2. Ask yourself this question. Hỏi câu hỏi này. Who can I help? Bạn, tôi có thể giúp ai? Okay, is it men? Is it women? Mình có thể giúp được cho đàn ông hay phụ nữ? Is it people who like basketball? Những người thích chơi bóng rổ? Is it people who like yoga? Hay là những người thích yoga? Okay, who? Okay, you must know your market. Ai? Bởi vì bạn phải biết được thị trường của mình. Okay, number three. Số 3. Okay, ask yourself, why do you want to help them? Là bạn hãy đặt câu hỏi, tại sao tôi lại muốn giúp đỡ họ? What is that fulfillment that you get? Và cái sự mãn nguyện nào mà bạn sẽ có? What is your purpose in life? Cái mục đích cuộc đời của mình là gì? Okay, yes, making money is important. Đúng rồi, kiếm tiền là quan trọng. But you want to have something deeper than just making money. Why do you want to help them? Nhưng bạn muốn tìm một cái điều gì đó sâu hơn so với chuyện kiếm tiền. Tại sao bạn lại muốn giúp đỡ những người này? Because you want them to have a better life. Có thể là bởi vì bạn muốn họ có cuộc đời tốt hơn. You want them to save money. Bạn muốn họ tiết kiệm tiền. You want them to, you know, make more money. Bạn muốn họ kiếm được nhiều tiền hơn. Okay, so why do you want to make this app? Thế thì tại sao bạn muốn tạo ra các ứng dụng này? Okay, number four. Số 4. How can you help them? Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ được họ? How can you help them? Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ được họ? So what does your app do to help these people? Thế thì ứng dụng của bạn sẽ làm điều gì để có thể giúp đỡ được những người này? Okay, for example, Coley help brands to make more money by connecting them with KOL. Ví dụ như ứng dụng Coley giúp cho các nhãn hàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách kết nối các nhãn hàng với lại những người KOL, những người tạo ảnh hưởng. Okay, maybe for example, you are a very good cook. Hoặc là có thể bạn là một người rất là giỏi nấu ăn. Maybe you can use the app to sell your food on the app. Bạn có thể sử dụng cái ứng dụng của mình để bán đồ ăn ở trên mạng. Maybe you own a spa. Hoặc là bạn sở hữu một phòng spa. You want to use this app to allow people to make booking. Bạn có thể tạo ra một cái ứng dụng để cho mọi người có thể đặt chỗ tới spa của bạn. Okay, or maybe you can make an app for all the spa owners, okay, to put their spa on your app. Hoặc là bạn có thể tạo ra một cái ứng dụng mà dành cho tất cả những người chủ doanh nghiệp có thể để cái tên cửa hàng spa của họ trên ứng dụng của bạn. Okay, number five. Và số 5. Where can you start from? Bạn có thể bắt đầu từ đâu? Can you start from Ho Chi Minh? Bạn có thể bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Can you start from Ninh Bình? Hay là từ Ninh Bình? Can you start from Bắc Ninh? Hay là từ Bắc Ninh? Can you start from Hà Nội? Hoặc là từ Hà Nội? Where can you start from? Bạn có thể bắt đầu từ đâu? Okay, Grab started from Malaysia. Grab bắt đầu từ Malaysia. Okay, and number six. Và số 6. The most important question. Câu hỏi quan trọng nhất. When do you want to start
Khi nào thì bạn muốn bắt đầu? So guys, when do you want to start? Thế thì bạn ơi, khi nào bạn muốn bắt đầu ạ? Let me know your answer. Nói cho tôi nghe câu trả lời when của bạn nào. When do you want to start? Bạn muốn bắt đầu khi nào? Yes, now, right now. Đúng rồi, bây giờ, ngay bây giờ. Okay, the longer you wait. Bởi vì bạn chờ càng lâu. The more competitors they are. Thì thị trường càng cạnh tranh. The longer you wait. Bạn chờ càng lâu. Your competitor will have their app before you. Thì đối thủ cạnh tranh có thể ra mắt ứng dụng trước bạn. The longer you wait. Bạn chờ càng lâu. All your customers will start to use your competitor's app. Thì tất cả khách hàng của bạn sẽ bắt đầu sử dụng ứng dụng của đối thủ cạnh tranh. So start now. Vậy nên hãy bắt đầu bây giờ. Okay, so guys, would you like me to personally train you on how to turn your million dollar idea into reality? Thế thì bạn ơi, bạn có muốn tôi huấn luyện trực tiếp cho bạn để bạn có thể tạo ra được ứng dụng triệu đô đầu tiên của mình không ạ? Right, if you want to make sure you give Babylon your full name and phone number right now. Và nếu như mà bạn muốn thì bạn hãy để lại tên, số điện thoại và thành phố của mình để ban tổ chức Babylon biết. Just in case.